Hôm nay ngày 27 tháng 4 năm 2018, thứ sáu tuần thứ tư phục sinh. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi Phaolô đến Antiochia thuộc xứ Phidia, ông lên tiếng trong hội đường rằng: Thưa chư huynh, con cháu Abraham và những người kính sợ Thiên Chúa ở giữa chư huynh, lời cứu độ đó đã được rao giảng cho chư huynh. Những người cư ngụ ở Jerusalem và các thủ lãnh của họ đã không nhìn nhận Đức Giêsu và các lời tiên tri mà họ đọc mỗi ngày Sa-bát. Thế mà họ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri khi lên án người. Và dầu không thấy nơi người lý do nào đáng phải chết, họ cũng xin Phi-la-tô cho giết người. Và khi đã hoàn tất mọi điều đã chép về người, họ đã tháo người xuống khỏi cây thập giá và mai táng người trong mồ. Nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba. Và trong nhiều ngày, người đã hiện ra với những kẻ đã cùng với người từ Galilea lên Jerusalem. Bây giờ những kẻ đó là những chứng nhân của người trước mặt dân chúng. Phần chúng tôi loan báo cho chư huynh hoay rằng lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, Thiên Chúa đã làm hoàn tất cho chúng ta là con cháu các ngài khi làm cho Đức Giêsu sống lại, như đã chép trong Thánh Vịnh thứ hai rằng: Con là con cha, hôm nay cha đã sinh ra con. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Con là thái tử của cha, hôm nay cha đã sinh thành ra con. Chính ta đã đặt vương nhi ta trên Sion, núi thánh của ta, ta sẽ tuyên rao thánh chỉ của Chúa. Chúa đã phán bảo cùng ta. Con là thái tử của cha, hôm nay cha đã sinh thành ra con. Con là thái tử của cha, hôm nay cha đã sinh thành ra con. Hãy xin cha và cha sẽ cho con được chư dân làm phần sản nghiệp và cùng kiệt cõi đất làm gia tài. Con sẽ cai trị chung bằng cây gậy sắt, như bình thợ gôm con đem nghiền nát chúng ra. Con là thái tử của cha, hôm nay cha đã sinh thành ra con. Giờ đây hỡi các vua, hãy nên hiểu biết, quân vương mặt đất nên giác ngộ, hãy kinh sợ làm tôi chúa và hân hoan mừng người, hãy khiếp run tỏ bày sự vâng phục chúa. Con là thái tử của cha, hôm nay cha đã sinh thành ra con. Alleluia, Alleluia. Chúa Kitô đã sống lại ra khỏi mồ, người đã chịu treo trên thập giá về chúng ta. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp, con đường duy nhất dẫn đến cuộc gặp gỡ với Chúa Cha là đi theo Đức Kitô. Bởi chính Ngài đã nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, khi biết Chúa sắp về cùng Chúa Cha, các môn đệ buồn sầu xao xuyến. Các ông xao xuyến vì không biết Chúa đi đâu
và con đường nào sẽ dẫn các ông đến gặp gỡ Chúa Cha trên trời. Nhưng lạy Chúa, Chúa đã mở cho các môn đệ một lối đi. Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Lạy Chúa, đã rất nhiều lần con đã đi trên những con đường khác, những con đường rộng thênh thang của tiền tài, danh vọng và đam mê thế tục. Những con đường này thật quyến rũ và hứa hẹn cho con nhiều sung sướng, thoải mái. Nhưng cuối cùng, chúng đã dẫn con đến vực thẳm của sự trống rỗng, cô đơn, của tội lỗi, khổ đau và sự chết. Trong cuộc có biết bao nẻo đường đang vẫy gọi, có biết bao lối mòn con đã đi. Nhưng con tin rằng chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Đó là con đường Chúa đã đi. Xin cho con luôn xác tín rằng con không thể đến với Chúa Cha nếu không đi vào con đường của Chúa. Nhất là con đường thập giá, nếu con không đến với Chúa, với mình và máu Thánh Chúa, nếu con không biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, thì con sẽ không bao giờ đến được với Chúa Cha là nguồn hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa Giê-xu là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho con biết chọn Chúa là gia nghiệp và lẽ sống của đời con. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Kẻ không biết sám hối. Ngày 3 tháng 4 năm 1990, người tử tù Robert Anton Harris, 37 tuổi, đã bị đưa vào phòng hơi ngạt tại nhà tù San Quentin thuộc tiểu bang California bên Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên kể từ 23 năm nay tiểu bang California tái lập bản án tử hình. Hiện nay, kể từ năm 1976, sau khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ phán quyết án tử hình là hợp hiến, tiểu bang California là một trong năm tiểu bang tại Hoa Kỳ vẫn còn giữ bản án tử hình. Người ta tính có khoảng 2.200 người trên khắp nước Mỹ đang chờ sẽ được đưa lên ghế điện hoặc vào phòng hơi ngạt. Robert Harris là một kẻ giết người không biết kiếm tay. Ngày 5 tháng 7 năm 1978, sau khi đã mãn hạn tù 2 năm vì đã đánh đập một người đến chết, Harris đã cùng với người em của mình định đến cướp một nhà băng tại San Diego. Để có phương tiện di chuyển, Harris đã chiếm chiếc xe của hai người thanh niên đang đậu trước một quán ăn. Anh ra lệnh cho hai người thanh niên lái xe đến một nơi vắng vẻ. Và tại đây, anh đã rút súng sát hại họ một cách dã man. Sau khi đã hạ sát hai người thanh niên, Harris vẫn còn đủ ung dung và bình tĩnh để ăn cho hết cái bánh mà hai người thanh niên đang ăn dở. Bị bắt giữ sau đó, Harris đã không để lộ bất cứ một dấu hiệu nào của ăn năn sám hối. Theo thủ tục hiện hành của Hoa Kỳ, từ lúc tuyên án cho đến lúc thi hành bản án, người tử tội thường được 7 năm để kháng cáo hoặc xin ân xá. Robert Anton Harris vẫn chưa để lộ bất cứ một dấu hiệu nào của sợ sệt hoặc hối cải. Anh đã được dẫn vào phòng đầy hơi ngạt. Cyanide. Chỉ trong vài phút đồng hồ, anh đã chết bằng đúng cái chết mà dường như anh đã tự chọn và chuẩn bị cho mình. Công lý và luật pháp của con người được xây dựng trên nguyên tắc mắt đền mắt, răng thế răng, hoặc tôi cho anh để tôi cho lại. Kẻ có tội luôn luôn phải bị trừng trị, nặng hay nhẹ tùy theo tội ác của người đó đã gây ra. Thiên Chúa dường như chỉ có một công lý, đó là công lý của tình thương. Thước đo duy nhất của công lý nơi Thiên Chúa chính là tình thương vô bờ bến. Nói như Thánh Phaolô, nơi nào tội lỗi càng nhiều, nơi đó Thiên Chúa càng thi ân. Tội lỗi của con người dù tài đình đến đâu cũng không thể ngăn cản được tình thương, sự tha thứ của Thiên Chúa. Đó phải là niềm xác tín của chúng ta mỗi khi chúng ta nhìn thấy tội lỗi và suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu có ai chết đời đời trong hỏa ngục, điều đó không phải do sự công thẳng của Thiên Chúa, cho bằng chính sự khước từ của con người. Khi con người không còn tin ở tình yêu của Thiên Chúa, khi con người tự chọn cho mình cái chết, đó chính là lúc con người tự chuẩn bị cho mình sự trầm luân. Hỏa ngục đồng nghĩa với quay mặt, với khước từ, với thất vọng. Chúng ta nhìn đến thân phận tội lỗi của mình không phải để thất vọng về sự yếu hèn của chúng ta,
mà chính là để ngước nhìn lên ánh mắt từ nhân vô biên của Thiên Chúa. Bài trích sách Lẽ Sống.